Thắng kiện chính phủ Úc, Djokovic vẫn chưa yên. Tay vợt 34 tuổi người Serbia hiện là đương kim vô địch giải Úc mở rộng và những vấn đề lùm xùm liên quan đến anh đang đốt nóng bầu không khí trước mùa giải mới 2022. Trước đó, Djokovic đã được Hiệp hội Quần vợt Úc miễn trừ y tế để thi đấu giải Úc mở rộng 2022, dự kiến bắt đầu từ ngày 17 tháng 1, dù không tiêm vaccine COVID-19. Nhưng khi đáp chuyến bay đến Úc cuối ngày 5 tháng 1 theo giờ địa phương, Djokovic bị lực lượng biên phòng Úc ABF từ chối cho nhập cảnh, hủy visa và buộc phải cách ly chung địa điểm với người nhập cảnh trái phép vì cáo buộc không tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh tại nước này. Trong phiên điều trần nói trên, luật sư của Djokovic cung cấp bằng chứng thân chủ từng tái nhiễm COVID-19 giữa tháng 12 năm 2021 và đã phục hồi hoàn toàn. Đối với trường hợp như thế, nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc Ataji khẳng định việc tiêm chủng có thể được hoán lại 6 tháng kể từ khi mắc bệnh. Với lý do này, Djokovic đã thắng kiện được phép ở lại Úc. Bất chấp kết quả trên, luật sư đại diện cho chính phủ Úc cho biết, Djokovic vẫn có thể bị trục xuất nếu bộ trưởng di trú Alex Hawke đánh giá mức độ phản ứng của người dân xứ chuột túi về vụ việc và sử dụng quyền lực cá nhân để hủy visa của Djokovic. Nếu điều này thành hiện thực, tay vợt đang sở hữu kỷ lục 20 Grand Slam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Úc trong vòng 3 năm. Nếu được ở lại và quyết định tham gia giải đấu Úc mở rộng 2022, Djokovic cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vương giải đấu sau những gì đã diễn ra.